Đội tuyển nữ Tây Ban Nha thường chơi với sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-5-1 với bộ khung gồm các cầu thủ tới từ Barca, Real Madrid và Atletico Madrid. Đoàn quân của huấn luyện viên Jose Vinda nổi bật với khả năng tấn công mạnh mẽ và hiện đang đứng hạng 6 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Trước khi đá giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ rất cao trong quá trình chạy đà cho World Cup nữ 2023. La Roja thắng đậm Panama 7-0 hôm 30 tháng 6 rồi hạ gục Đan Mạch 2-0 hôm 5 tháng 7. Trong loạt trận giao hữu quốc tế hồi tháng 4, đội tuyển nữ Tây Ban Nha cũng nhận nhiều lời khen khi thắng đội tuyển nữ Trung Quốc 3-0 và đánh bại Na Uy 4-2. Lần gần nhất đội tuyển nữ Tây Ban Nha thất bại là trận thua Australia 2-3 hôm 19 tháng 2. Đáng chú ý, đội tuyển nữ Tây Ban Nha vẫn có những màn trình diễn ấn tượng dù vướng vào lục đục nội bộ khi 15 cầu thủ yêu cầu sa thải huấn luyện viên George Vinda hồi cuối năm ngoái. Nhưng liên đoàn bóng đá nước này quyết định ủng hộ nhà cầm quân 42 tuổi. Đáp lại niềm tin của liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, huấn luyện viên Jorge Vinda đã dẫn dắt đội nhà thắng đương kim vô địch World Cup Mỹ 2-0 và đè bẹp Argentina 7-0 ngay trong cuộc khủng hoảng. Đáng chú ý, huấn luyện viên Jorge Vinda đã thể hiện sự linh hoạt chiến thuật khi cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha chơi 5-3-2 để vượt qua dàn sao Mỹ. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Thầy cho huấn luyện viên Jorge Vinda sẽ thử nghiệm lối chơi tấn công tốc độ và ngăn chặn những đợt phản công trước một đối thủ có lối chơi lùi sâu phòng ngự dày đặc ở trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ tham dự World Cup nữ 2023 mà không có lực lượng mạnh nhất do một số ngôi sao như Pachi Guijaro, Mapilion hay Sandra Panos vì mâu thuẫn với huấn luyện viên Jorge Vinda. Tuy nhiên đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ có sự phục vụ của Alexia Putella dù tiền vệ này đã dính chấn thương đầu gối và chỉ trở lại thi đấu cho Baxa ở cuối mùa giải 2022-2023 trước khi lên tuyển tham dự World Cup nữ 2023. Alexia Putella đang là bà hoàng của bóng đá nữ thế giới khi liên tiếp đoạt danh hiệu quả bóng vàng và dơ bét năm 2021 và 2022. Ở mùa giải 2022-2023 vừa qua, Ngôi sao 29 tuổi đã cùng bác xa vô địch Champions League và giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Trong bối cảnh Alexia Putella vừa trở lại sau chấn thương, tiền vệ tấn công Jennifer Hermoso được đánh giá là đầu tàu thực sự của đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Cầu thủ 33 tuổi cũng đang là chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển nữ Tây Ban Nha 46 bản. Ngoài ra, tiền đạo trẻ Salma Paranlulo được xem là ngôi sao mới của đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Chân sút sinh năm 2003 đã vô địch U20 nữ World Cup 2020, 2022, U17 nữ World Cup 2018, U17 nữ châu Âu 2018 trước khi lập hat-trick vào lưới Argentina trong trận ra mắt đội tuyển nữ Tây Ban Nha hồi cuối năm ngoái. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hãy subscribe, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá Việt Nam trên kênh YouTube vì bóng đá.